anh ý bỏ đi đâu rồi nhở? Bọn mình phải đi gọi anh Thỏ thôi. Ừ, đi. Anh Thỏ ơi, anh Thỏ ơi. Gì thế? Nhà anh Nhím bị đổ đêm qua rồi. Bây giờ Nhím ở đâu? Chúng em không biết. Thế thì tôi phải đi tìm cậu ấy. Cho chúng em đi với. Nhà cửa thế này thì ở làm sao được nữa. Ơ, anh Nhím ơi, Nhím ơi. Kia rồi, anh Nhím kia rồi. Nhím ơi, Nhím, dậy đi. Người cậu lạnh thế. Bây giờ làm thế nào nhỉ? Trời rét quá. Khổ thân anh Nhím, cho anh Nhím vừa rét vừa đói lắm. Thôi, cậu về nhà tớ nhanh lên. Thế thì may cho tớ quá. Chúng mình phải về ngay thôi, kẻo cậu ốm mất. Đi. Thôi các anh về nha. Cảm ơn các bạn. Cậu vào đi. Nhà cậu ấm áp thật. Tớ thấy dễ chịu quá. Chúng mình ăn sáng nhá. Cậu thích ăn gì nào? Tớ muốn ăn nấm. Cậu ăn đi. Cảm ơn cậu. Tớ thì lại khoái nhất món này. Cậu ăn nhiều vào cho lại sức. Tớ no rồi, ngon quá. Từ ngày mai, cậu trông nhà để tớ đi kiếm thức ăn nhá. Không, cậu cứ ở nhà để tớ đi cho. Tớ đi rừng nhiều quen rồi. Thế cũng được. Mùa đông còn dài, chúng mình cần có nhiều thức ăn để dự trữ. Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ cố gắng. Yeah, yeah. Rét quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, cậu vào nhà đi. Tớ đi đây. Ừ, vào rừng phải cẩn thận đấy. Trời rét, đừng về muộn Nhím nhá. Thích lắm đây. Thỏ ơi, tớ mong cậu quá, chắc cậu đói lắm rồi. Cậu kiếm thức ăn giỏi thật đấy. Đi rừng mệt, về nhà được ăn ngon, ngủ ấm sướng thật. Sao cậu về muộn thế? Tớ sốt ruột quá. Tớ phải vào rừng sâu mới tìm thấy thức ăn đấy. À,
để tôi xem nào. Ôi ơi, đừng động vào, đau lắm rồi. Thế nhà anh ở đâu? Đâu? Anh cố ăn đi. Anh trồn dậy ăn sáng. Chân đỡ đau chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Anh cứ ở đây, đến khi khỏi hẳn hẵng về. Biết lấy gì để cảm ơn các bạn bây giờ? Không cần đâu anh. Tôi sẽ làm cho mỗi bạn một cái mũ để đội cho ấm. Ồ, có mũ ấm cho nhím đội đi rừng thì hay quá. Mái nhà này ấm áp quá. Tôi sẽ nhớ mãi đấy. Bạn mệt à? Thỏ. Vâng, đêm qua lo cho anh quá. Tôi chẳng ngủ được. Thôi, bạn ngủ đi. Tôi phải tập đi một lúc. Bạn cứ ngủ cho đẫy giấc nhá. Anh Trồn, chân đang đau, anh ra đây làm gì? Tôi ra xem bạn làm việc thế nào. Mùa đông thức ăn khan hiếm lắm. Tôi biết, bạn vất vả lắm, chứ không nhàn hạ như là thỏ. Ồ không, chúng tôi mỗi người một việc, chẳng ai nhàn hạ cả. Bạn thật là tốt bụng, lại chăm chỉ. Giá mà thỏ cũng tốt như bạn ấy thì... Anh nói sao? Thỏ không tốt á? À không, tôi thấy sao nói vậy, chỉ mong hai bạn hiểu nhau hơn mà thôi. Tôi nói thật đấy. Anh nói gì tôi chẳng hiểu. Bạn cứ suốt ngày ở trong rừng thế này thì hiểu làm sao được. Tôi đi về đây. Ê, bình tĩnh Nhím ơi, chờ tôi với Nhím ơi. Thỏ ơi, thỏ. Hả? Thỏ ơi, thỏ ơi. Hôm nay tôi mới biết cậu là người như thế nào. Cậu nói cái gì thế? Còn cái gì nữa? Tôi vất vả đi kiếm ăn trong rừng thì cậu ở nhà lăn ra ngủ. Cậu chẳng nghĩ gì đến tôi cả. Cậu xấu lắm. Tôi mà xấu thì cậu ở đây làm gì? Được rồi, tôi cũng chẳng cần. Các anh đừng cãi nhau. Đừng bỏ đi anh Nhím ơi. Quay lại đi anh Nhím ơi. Thỏ ơi, có chuyện gì thế? Tôi và Nhím vừa cãi nhau. Hai bạn mà lại cãi nhau à? Thế Nhím đâu rồi? Tôi chót lỡ lời, làm Nhím bỏ đi rồi. Thôi chết, bạn phải đi tìm Nhím ngay. Buổi tối trong rừng nguy hiểm lắm. Trời ơi. Thế là ta lừa được hai thằng ngốc rồi. Ngôi nhà ấm áp này bây giờ là của ta. Của ta. Cửa cho tôi. Mày là thằng nào? Đến đây làm gì? Hả? Anh Trồn, tôi là thỏ chủ nhà đây. Mà sao chân anh khỏi nhanh thế? Chân của ta có đau đâu mà khỏi. Còn ngôi nhà này bây giờ ta mới là chủ. Biết. Khốn kiếp!
Dại dột quá. Suýt nữa thì... Thì mỗi đứa một nơi. Tớ sai trước, cậu sai sau. Thế là hòa. Anh Thảo anh nhím vui quá. Chúc mừng các anh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn xuống đây liên hoan với chúng tôi cho vui. Có cái dại nào giống cái dại nào à, mà chỉ tại bà tham cái đàn vịt rồi nên mới đến nông nỗi này. Đồ ngu, hiểu chưa? Này này, bà có khôn ngoan vẫn là cái ngữ đàn bà. Tôi dẫu rằng khờ dại vẫn là thằng đàn ông. Phải rồi, ông muốn ra cái thằng đàn ông thì đi mà học cái khôn ngoan của người ta đi, để cho được bằng cái ngữ đàn bà như tôi đây này. Phải rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, đây là một dịp tốt để ta đi du ngoạn. À, ý kiến hay đấy. Thế học khôn ở đâu hả bu nó? Phải rời khỏi xó rừng này, về nơi đô thị, ở đó sẽ có nhiều người khôn, chứ còn học ở đâu nữa. Phải đấy, ngày mai ta sẽ lên tỉnh một phen, thế nào cũng học được nhiều điều bổ ích. bật lửa xuống tốt thật. Lần này thì chạy đầm rời này. Rời kìa, đứng im, cùng tập bắn chết đi. À? Đúng là nhát như thỏ. Hãy xem đây. Nào người anh em, nói lời cuối cùng đi. Thôi được, tao sẽ thả chết cho mày, nhưng mày phải chở tao lên tỉnh đã. Mà đừng có giở trò là không xong đâu đấy nhá. Vâng, tôi sẽ chở bác đi ngay. À, đi, hấp đi.
Có bao giờ đẹp hôm nay la 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 la. Hả? Hả? Thỏ lần này mi phải chết. Tại bác nặng quá, xe nổ lốp. Chứ tôi có hại bác đâu. Tao sẽ thui sống mày đấy. Bác thui tôi. Mùi thịt sẽ làm cho hổ báo tìm đến. Chúng sẽ ăn thịt bác. Chi bằng... Chi bằng sao? Mày định giở trò gì? Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ngồi đây sẽ làm mồi cho hổ. Vậy bây giờ sao? Hả? Ta ra đường quốc lộ, vậy sẽ đi nhờ về thành phố. Ôi nhảy, có thế mà không nghĩ ra. Mày thông minh thật. Ê! Ê! Ôi Họ con, cho xe đạp lên ô tô, đi. Này lão gấu, đừng có dở cho hại ta, là không xong đâu ấy. Chả nói dấu gì bác, lần này tôi lên thành phố học khôn, theo bác nên học thế nào? Đã đi học khôn, thì phải nhận mình là dài. Đúng đấy, đúng đấy. Có lý, có lý. Được, tôi sẵn sàng nhận mình là dại, thậm chí còn đeo biển sói dại trước ngực. Đeo biển à? Hay đấy. Nhưng cái từ sói dại nghe nó khôi hài lắm. Vậy phải đổi thế nào? Đeo biển chó dại là đúng nhất, vì suy cho cùng sói cũng chỉ là chó mà thôi. Chú mày vẫn khá. Ôi. Bye bye. Báo hiệu xanh đỏ à? Khi đi qua ngã tư, đèn đỏ phải dừng lại, đèn vàng chuẩn bị, đèn xanh mới được đi, hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu à. Ôi, đỏ, vàng, xanh, ôi, giặc thôi quả. Đỏ dừng lại, vàng chuẩn bị, xanh đi. Đỏ xanh vàng, đỏ xanh vàng, không có gì là rắc rối cả. Đỏ dừng lại, vàng chuẩn bị, xanh đi. Ô lê, ô húc trầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê, xin bà con dừng tay. Đây là bác sói bạn tôi chứ không phải là chó dại đâu. Bởi vì bác ấy muốn mình là dại để đi học khôn, cho nên mới đeo tấm biển ấy vào người đấy bà con ạ. Không phải chồng tôi, không phải. Ôi, mình ơi, tôi là sói đã đứt đuôi đi mà. Ôi, mình. Không phải, không, 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 không phải, không, 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 không. Ôi, trời ơi. Ôi, mình ơi, việc gì phải đi đâu mà học cho khổ. Khôn dại gì vẫn là chồng em cơ mà. Nếu bác ấy không đi thì làm sao mà bác ấy học được luật giao thông đường bộ. Ha 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 ha